Hello, chào cả nhà nha. Thì trong cái video này thì tôi lại tiếp tục chia sẻ cho anh em một cái lệnh cực hay của các plugin qua QR, đó là lệnh scale. Thế thì nghe cái lệnh scale rất là quen thuộc và phổ biến phải không nào? Trong AutoCAD mặc định thì chúng ta cũng có lệnh scale. Tuy nhiên rằng thì cái lệnh scale của các plugin qua QR này thì chúng ta có thể scale một chiều, có thể là chụp X, chụp Y. Đây chính là cái điểm kỳ nổi bật của cái lệnh này. Và chúng ta cũng có thể scale cả hai chiều, tức là chụp X, chụp Y, và thậm chí đối với các cái đối tượng 3D chúng ta cũng có thể scale luôn 3 chiều phải nào, nghĩa là X, Y, Z. Ok, vậy thì làm thế nào để chúng ta sử dụng cái lệnh này thì mời các anh chị hãy xem hết cái video này phải nào. Ok, thì ở đây tôi có một cái đối tượng là một cái tiết diện hình chữ nhật, có cạnh là 200, 300 này, và tôi sẽ xóa cái dim này đi để cho nó để rối bắt phải nào. Ok, các chị sử dụng cho tôi cái lệnh tắt là SX, SX này, Enter này. Rồi chúng ta cũng chọn đối tượng, sau đó chúng ta nhấn Enter, rồi chúng ta chọn cái điểm bay. Thì lúc này nó mới hỏi chúng ta là sẽ scale theo phương nào, X là bao nhiêu. Tôi lấy ví dụ như chụp X bây giờ từ 200 mà tôi muốn scale lên là 300 đi chẳng hạn, thì tôi có thể nhập là 300 chia cho 200, Enter này. Rồi chụp Y, nếu mà chúng ta muốn giữ nguyên 300 thì chúng ta đỡ 1, Enter này. Chụp Z giữ nguyên thì đỡ 1, Enter này, là chúng ta đã scale cái phương chụp X lên từ 200 thành 300 phải nào. Đây, chúng ta sẽ đo là 300. Ok, tương tự như vậy, nếu mà chúng ta muốn scale trục và Y thì chúng ta cũng làm tương tự phân nè. SX này, Enter này, chọn đối tượng này, Enter này, chọn điểm bay này. Và bây giờ tôi, ví dụ như tôi muốn từ 300, phải nè, từ 300 lên thành bao nhiêu? Có thể là từ 300, hoặc là tôi giảm lại phải nè, từ 300 xuống 250 đi chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ nhập là cái trục X, chúng ta là 1. Enter nè, chụp Y là từ 250 xuống 300 nè. Enter nè, chụp Z chúng ta đỡ 1 nè. Đó. Và chúng ta sẽ test lại nè, DI nè. Chúng ta sẽ đo lại nè. Đó là 250 khoảng nè. Còn cái phương X khoảng là 200. Ok. Rất là đơn giản thôi nè. Tiếp tục thì chúng ta thử scale nó hai phương, tức là chụp X và chụp Y. Thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta thực hiện tương tự nè. SC nè, X nè, Enter nè. Chọn đối tượng nè, Enter này, chọn điểm bay này. Và ở đây tôi muốn scale lên gấp đôi thì tôi nhập là ở số 2, Enter, X, Y, 2, Enter và trục Z thì chúng ta chỉ cần đỡ 1 là được đó nào. Ok, là chúng ta đã scale lên gấp đôi. Và chúng ta sẽ đo lại này, từ 200 sẽ thành 400 này. Cái đây là từ 300 thì sẽ thành 600. Ok, rất là đơn giản thôi nào. Thì tôi hy vọng rằng cái lần này sẽ giúp ích nhiều cho các anh chị, và cái video này sẽ mang lại giá trị cho các anh chị. Ok, các anh chị nào đang xem trên kênh YouTuber có thể ủng hộ kênh bằng cách subscribe, like và share cái video này. Các anh chị nào đang xem trên TikTok hoặc là Facebook thì có thể follow để ủng hộ nào. Ok, cảm ơn cả nhà.